Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều nội dung quan trọng được xem xét thảo luận cho ý kiến tại phiên giao ban các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Đại học Phổ Hiến, trong đó điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với diện tích trên 100 ha. Một số địa phương ở huyện Ân Thi tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Các doanh nghiệp hợp tác xã ở huyện Kim Động tích cực tham gia phát triển sản phẩm OCOP. Khắc phục tình trạng đường úng ngập tại ngã tư lực điện xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ sau phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị giao ban với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận cho ý kiến đối với 6 nội dung thuộc các lĩnh vực nội vụ, giáo dục và đào tạo, xây dựng và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể, phiên họp xem xét quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Dự thảo quy định về công tác thi đua khen thưởng, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm 2023-2024, quy chế phối hợp trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến về một số vấn đề như quy định số biên chế tối đa của các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, trách nhiệm cấp phép, kiểm tra và xử lý các công trình xây dựng, học phí và mức thu các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục công lập. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu với dự thảo quy định về công tác thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ cần bổ sung thêm nội dung ưu tiên những bộ phận chủ chốt có tính chất công việc phức tạp, được phân công nhiều công việc không vi phạm kỷ luật để đề nghị các cấp khen thưởng. Riêng hai nội dung liên quan đến quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Đồng chí cũng nhấn mạnh, mặc dù các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị tự chủ, việc phê duyệt đề án vị trí việc làm của các ban đã được tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, nhưng cần phải quy định rõ số lượng biên chế tối đa, tránh tình trạng tuyển dụng nhiều nhưng không đủ khả năng chi trả chế độ. Không chuyện 20, trường hợp đặc biệt huyện muốn tăng thêm người thì phải giải trình, phải chứng minh công việc có nhiều thì báo cáo ủy ban tỉnh. Với các nội dung trong dự thảo quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ trách nhiệm cấp phép, kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm thuộc cấp nào, đơn vị nào. Nhấn mạnh xây dựng quản lý trên địa bàn huyện là lại ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm toàn diện, có thể kiểm tra tất cả công trình xây dựng trên địa bàn huyện, nếu phát hiện vi phạm thì cho tạm dừng hoặc tháo dỡ. Nếu xử phạt hành chính thì thống nhất với Sở Xây dựng để thống nhất mức phạt theo quy định. Đối với mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo từ năm 2023-2024 không thay đổi, vẫn giữ nguyên như năm học trước, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự lễ khai giảng có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 170 học viên là trưởng ban hoặc phó trưởng ban dân vận các huyện, thành phố, thị xã, trưởng khối dân vận các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong thời gian từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, các học viên sẽ được học tập nghiên cứu các chuyên đề như triển khai về luật dân chủ ở cơ sở, về công tác dân tộc tôn giáo.
về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, về công tác cải cách hành chính, về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và tiếp công dân, những vấn đề mới trong công tác vận động quần chúng hiện nay. Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Đại học Phố Hiến. Việc điều chỉnh quy hoạch để cụ thể hóa các định hướng của tỉnh trong thời gian tới nhằm thu hút các trường, cơ sở giáo dục đại học về đầu tư xây dựng. Theo đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên 116 ha thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Hai nội dung điều chỉnh là về chức năng sử dụng đất của 3 khu vực và về hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tại khu vực số 1, điều chỉnh cục bộ khu đất nằm ở phía tây nam khu Đại học Phố Hiến với diện tích gần 69 ha. Khu vực số 2, điều chỉnh cục bộ tuyến đường trục phía nam khu Đại học Phố Hiến với diện tích trên 13 ha và khu đất công cộng ở phía đông nam tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình với diện tích trên 1 ha. Khu vực số 3, điều chỉnh cục bộ khu cây xanh công cộng nằm ở khu vực trung tâm khu Đại học Phố Hiến với diện tích gần 33 ha. Bị điều chỉnh chủ yếu chuyển chức năng sử dụng giữa một số loại đất là đất thể dục thể thao, đất công cộng đô thị, đất cây xanh đô thị, đất ở thấp tầng, đất cây xanh công viên, đất công cộng đại học và đất giao thông. Việc điều chỉnh cục bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm cập nhật thể hiện chi tiết hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang tuyến đường trục phía nam của khu Đại học Phố Hiến đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang triển khai xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại các xã thuộc diện phải sáp nhập trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Những ngày này, nhà văn hóa thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc luôn mở cửa để người dân tới kiểm tra danh sách cử tri phục vụ cho công tác lấy ý kiến nhân dân sẽ diễn ra trong tháng 4. Cấp ủy chính quyền từ thôn tới xã cũng thường xuyên phát sóng các bài tuyên truyền, các văn bản chỉ đạo, lồng ghép trong các cuộc họp, các buổi tiếp xúc, làm việc với nhân dân để giải thích rõ những băn khoăn liên quan đến sắp xếp lại đơn vị hành chính. Chúng tôi đã thống nhất cao trong chi bộ là phải quyết tâm tuyên truyền, vận động nhân dân. Mọi vấn đề mà người dân chưa hiểu còn ý kiến thắc mắc, chúng tôi sẽ tập trung những cán bộ chủ chốt để tuyên truyền giải thích cho người dân. Chúng tôi có tuyên truyền với nhân dân là xã Quang Vinh là xã đã được công nhận là xã anh hùng, cho nên là lấy tên xã là xã Quang Vinh. Thế và trụ sở thì đặt tại địa điểm Tân Phúc, trên bà con nhân dân thì cơ bản cũng đồng tình. Tại xã Hồng Vân, trên các tuyến đường trục chính đã được treo các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Sau cuộc làm việc giữa ban thường vụ đảng ủy hai xã Hồng Vân và Hồng Quang, phương án sáp nhập có sự thay đổi. Xã mới được đặt tên là Hồng Quang, có trụ sở tại xã Hồng Vân, nhận định sự thay đổi này sẽ gây ra những ý kiến trái chiều trong nhân dân. Xã Hồng Vân đã tập trung tuyên truyền để người dân hiểu việc đặt tên xã mới là tôn trọng yếu tố lịch sử. Chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền tất cả các hội nghị để phổ biến cho nhân dân nắm được cái tinh thần đó. Chúng tôi đã họp triển khai đến các chi bộ, thành lập cái ban chỉ đạo và các tiểu ban chỉ đạo ở dưới cơ sở. Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4, tất cả các xã trong diện sáp nhập của huyện Ân Thi sẽ triển khai lấy ý kiến cử tri. Thời điểm hiện tại, bên cạnh công tác chuẩn bị, các xã đều tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong đó, trọng tâm là giải thích rõ những nội dung người dân còn băn khoăn, trăn trở. Thời gian qua, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã chủ động tích cực tham gia chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP. Qua đó góp phần tạo ra các sản phẩm nổi trội có tính liên kết cao hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu hiện có 6 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao, gồm tinh bột nghệ nano cucumin, cucumin bột Hoàng Minh Châu. Chương trình OCOP đã mang lại những giá trị tích cực, góp phần nâng tầm thương hiệu sản phẩm. Mỗi năm doanh nghiệp không chỉ tiêu thụ ở trong nước vài trăm tấn nghệ thô, hàng nghìn sản phẩm chế biến từ nghệ, mà còn xuất khẩu hàng trăm tấn bột nghệ sang thị trường các nước như Nhật Bản, châu Âu.
Sau khi chúng tôi được công nhận cái sản phẩm OCOP thì sản phẩm của chúng tôi là được người tiêu dùng lựa chọn và cái số lượng chúng tôi bán hàng thì rất là cao. Để sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao thì một cái quy định thì nhà máy phải đặt tại vùng nguyên địa. Thì chúng tôi đang xin Ủy ban tỉnh cấp phép xây dựng cái nhà máy tại cái vùng lõi nguyên liệu này, Cucumin, một trong những sản phẩm của tỉnh nó đang được đề cử lên 5 sao. Năm 2022, hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo có sản phẩm thịt gà Đông Tảo được công nhận 4 sao, sản phẩm giò lụa gà Đông Tảo, giò xào gà Đông Tảo được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Sau khi được chứng nhận sản phẩm OCOP, hợp tác xã chú trọng đầu tư mẫu mã, bao bì và tem truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng, được khách hàng tin tưởng. Hiện nay hợp tác xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm gà Đông Tảo ủ muối đạt chuẩn OCOP 3 sao, phấn đấu sản phẩm thịt gà Đông Tảo đạt OCOP 5 sao. Đến nay, huyện Khoái Châu có 35 sản phẩm của 15 chủ thể được công nhận đạt sản phẩm OCOP. Trong đó, có 29 sản phẩm đạt hạng 3 sao, còn lại là các sản phẩm đạt hạng 4 sao. Năm 2024, huyện Khoái Châu phấn đấu có trên 8 sản phẩm mới được chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao trở lên. Phòng nông nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn sản phẩm chủ lực, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, khuyến khích hỗ trợ các chủ thể sẽ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, tem nhãn, giỏ quả, sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị sản phẩm. Hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư máy móc trang thiết bị tiên tiến hiện đại. Việc tham gia chương trình OCOP không chỉ là cơ hội để quảng bá sản phẩm của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Khoái Châu. Song song với ứng dụng máy móc hiện đại, sử dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã từng bước tham gia vào nền kinh tế số khi tiếp cận thị trường thương mại điện tử. Thời gian qua, các ngành chức năng đã có những hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp nhận chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bản quyền được chú trọng triển khai, qua đó giúp thanh niên nâng cao năng suất lao động, chủ động trong tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm. Nhiều nông sản đặc thù của Hưng Yên như long nhãn, mật ong, hạt sen, bột sắn, trà tâm sen, trà cúc chi hiện đã được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như Sen Đỏ, Lazada, Shopee, vỏ sò Postmark. Nhiều hộ sản xuất đã tận dụng môi trường mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok như một kênh tiêu thụ nông sản hiệu quả. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thời gian qua, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên cả nước tiếp tục có diễn biến phức tạp. Gần đây nhất xảy ra vụ học sinh lớp 5 ở tỉnh Khánh Hòa tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà từ quán ăn gần trường. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh vừa ban hành kế hoạch hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, hoạt động ăn uống. Nội dung tập trung hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm là về tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ tài liệu pháp lý, các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, hậu kiểm về quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi thực hiện quảng cáo. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, tập trung hậu kiểm việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Bên cạnh tập trung kiểm soát chất lượng thực phẩm, sẽ tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm, đồng thời tăng cường hậu kiểm chuyên ngành trong ngành y tế, nông nghiệp và công thương. Trước đó, trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh thành lập trên 180 đoàn kiểm tra đối với hơn 2.900 cơ sở. Qua đó, phát hiện trên 660 cơ sở có vi phạm, bằng gần 23% số cơ sở được kiểm tra, tiến hành xử phạt 91 cơ sở với số tiền gần 300 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường. Thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần không thể một sớm một chiều. Nhận thức được điều đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền tới hội viên và nhân dân về tác hại của sản phẩm nhựa đối với môi trường thông qua các buổi tập huấn, hệ thống loa truyền thanh và phát tờ rơi.
mưa dầm thấm lâu, đến nay hoạt động trên đã được đông đảo hội viên và nhân dân thực hiện. Túi ni lông thì độc hại cho sức khỏe, thậm ra tôi cũng hạn chế dùng thôi, sử dụng lá với giấy gói cho khách. Chi phí thì nó cũng giảm đi nhiều. Thay vì mang hết rác thải ra đầu đường tập kết, chờ vận chuyển đi, thì nay hầu hết các hội viên của cả 5 chi hội phụ nữ xã đều thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn bằng chế phẩm vi sinh IMO làm phân bón cho cây trồng. Với rác có thể tái sử dụng như nhựa, giấy bìa các tông, lon nước sẽ được hội viên phân loại để mỗi tháng chi hội đi thu gom một lần bán gây quỹ. Từ năm 2023 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thu gom 6,5 tấn phế liệu, bán được gần 32 triệu đồng để giúp đỡ những hội viên còn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất là phấn khởi và thấy môi trường sống rất là trong lành, phong cảnh rất là đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì cũng sẽ triển khai tới các chi hội, rồi cán bộ hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tuyên truyền vận động các cô, các chị tham gia dọn vệ sinh môi trường, rồi là duy trì hoạt động có hiệu quả của các câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, chăm sóc các tuyến đường hoa hoặc là tuyến đường không rác do hội đảm nhận. Phong trào chống rác thải nhựa đã được cán bộ hội viên và nhân dân hưởng ứng. Tuy nhiên, để phong trào thực sự hiệu quả, cần có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đền Phủ Điểm ở xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa năm 1998. Trải qua thời gian, hiện di tích đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Hiện cả phía trước mái đền và phía sau công trình là hậu cung đều xuất hiện vết nứt trên tường, cứ mưa là nước thấm vào. Ban quản lý đền đã thuê thợ khắc phục tạm thời, nhưng để đảm bảo các điều kiện về kiến trúc cổ, cần cơ quan quản lý nhà nước đưa vào danh mục sửa chữa sớm. Đền Phủ Điểm được xây dựng vào thời Hậu Lê, thờ 7 anh em nhà họ Tạ là những người có công đánh giặc ngoại xâm thời Vua Hùng Vương thứ 18. Phủ Điểm được xây dựng theo kiến trúc hình chữ đinh. Hiện di tích còn lưu giữ 7 cỗ ngai, xà tích, khánh đá, thần tích, sắc phong. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng bản tin gần 100 hộ dân sinh sống ven quốc lộ 39, đoạn ngã tư Lực Điền thuộc địa phận xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ phải sống trong cảnh nước ngập làm ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại. Đơn vị có trách nhiệm đã vào cuộc khắc phục tình trạng này. Gần một năm trước đây, người dân khu vực ngã tư Lực Điền phải sống trong cảnh hễ cứ mưa là ngập. Khi trời mưa to, nước ngập cả vào trong nhà. Nguyên nhân là do cống thoát nước bị tắc, nước ứ đọng không thể tiêu thoát. Cộng với lưu lượng phương tiện qua lại đông, dẫn đến đường bị sụt lún sâu, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân và phương tiện qua lại. Những ngày qua, đơn vị liên quan đã tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước, đổ bê tông khu vực bị sụt lún. Đây là biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ngập úng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên, trong quý 1 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh xử phạt gần 5.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, cơ quan chức năng phạt số tiền trên 14 tỷ đồng, tước 340 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 920 phương tiện các loại. Đáng chú ý trong số này, có trên 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử phạt trên 8 tỷ đồng. Cũng trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 189 vụ tai nạn giao thông khiến 37 người tử vong. Ngoài việc tuyên truyền về luật an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, như là người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia. Qua kết quả trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, trong tháng 3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh có phương tiện vi phạm quy định về hoạt động vận tải, ra quyết định thu hồi 116 phù hiệu đối với xe ô tô của 32 đơn vị kinh doanh vận tải do vi phạm quy định về tốc độ. Sở Giao thông Vận tải giao lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các phòng ban chức năng của sở kiểm tra, giám sát việc khắc phục vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.